Đầu tiên, chúng tôi xin ngỏ lời cảm ơn giáo sư Hoàng, giáo sư Thủy và các quý vị trong ban tổ chức về nhà Ý đã tạo điều kiện cho chúng tôi tới đây. Có thể nói năm nay mà bệnh nhân mà bị bệnh lý gan là may mắn rồi đó. Vì mình có thể chữa được viêm gan C, không à? Mình có thể cứu vãn được những năm sống của bệnh nhân. Hồi tôi mới bắt đầu điều trị thì lúc đó viêm gan B còn chưa có những cái xét nghiệm mà điều trị. Rồi chúng ta có cái thuốc mới. Kết quả cũng chưa khả quan lắm. Tới năm 1986 thì mới bắt đầu mới có những cái chỉ định ghép gan mà chấp nhận những cái bệnh nhân mà đã có nhiễm viêm gan B, C. Hồi tôi còn đi học trường y, từ năm 93-94, những bệnh nhân bị viêm gan thường nhiều khi nằm ở trong phòng chăm sóc giảm nhẹ, không có cái gì hết. Họ kiểm soát việc xuất huyết, kiểm soát đau. Nghe như những câu chuyện mai kinh dị, vậy mà bây giờ chúng ta đã có những điều trị tốt. Tôi không có những xung đột lợi ích và tài chính nếu có. Tôi luôn luôn muốn nhắc lại lịch sử, vì nhìn lại lịch sử nó giúp chúng ta khiêm tốn hơn. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn chúng ta tự mãn, chúng ta tưởng chúng ta ngon hơn những cái người đi trước chúng ta lắm. Cái hình ảnh này là 400 năm trước khi Thiên Chúa sinh ra, khi khảo sát, nghiên cứu về bệnh lý gan. Và nhìn lại những gì chúng ta đang làm hiện nay, chúng ta đều có một cái nguyên tắc là cố gắng tạo lại chức năng và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Tới khoảng thế kỷ thứ 14-15, người ta đã từng thực hiện ghép chân. Ở đây là một vị tướng, cái chân đã bị hoại tử và người ta đã chặt một cái chân của một cái người hầu Ethiopia để gắn cho cái ông tướng da trắng đó. Các bạn có thể thấy không có cái giò thì làm sao đi lại được, làm sao chỉ huy được. Cho nên cần phải có chức năng đã. Gắn vô để phải có chức năng. Đây là một khái niệm. Tất cả những gì mà chúng ta làm là chúng ta cần phải đạt được cái chức năng. Nếu như chúng ta ngồi ở nhà bệnh hoặc là phải vào ra bệnh viện mà cứ nằm hoài như vậy là đâu có được chức năng. Xin phép tôi gỡ cái micro ra chút xíu. Tôi thích đi lại lại. Một trong các khía cạnh quan trọng trong ngành y tế hiện nay là tác giả Alexis Carrel. Đối với những bạn anh em trẻ mà ngồi ở đây, cái ông này đã có những cái ông này ông không có tiến bộ được. Nhiều khi các bạn còn đang được đi đào tạo, rồi các bạn còn trẻ, đã các bạn thấy bị những anh lớn đi, người ta không có cho mình cơ hội để phát triển. Nhưng ông này ông tiếp tục đặt ra các câu hỏi. Ông này đã được đưa lên trường đại học tại Chicago. Và tại trường Chicago, ông đã phát triển phần lớn các nghiên cứu của ông ấy liên quan tới cấu tạo và phẫu thuật mạch máu. Ông đã phần lớn những cái hiểu biết về động học mạch máu là ông đã làm. Ông đã giành được giải Nobel về sinh lý học vào năm 1912. Cho nên những anh em trẻ, nếu như các bạn có những thắc mắc hoặc là những câu hỏi, thì các bạn sẽ đừng bao giờ ngừng nghỉ mà nên đặt ra các câu hỏi và nên thắc mắc. Như vậy chúng ta mới tiến bộ được trong y học để chúng ta khắc phục những vấn đề tưởng chừng như không vượt qua được. Năm 1915, ông ấy đã tưởng là ông đã giải quyết được vấn đề. Ông nói về mặt lâm sàng, việc ghép các cơ quan và tạng sẽ trở nên quan trọng và mở ra những phương hướng điều trị. Các bạn có thể thấy từ năm 1920, người ta đã có những phát biểu như vậy. Nhưng ngày nay chúng ta có được nhiều thông tin hơn. Chúng ta đã phải giải quyết hết các vấn đề, cho nên chúng ta cần phải tiếp tục khiêm tốn để học hỏi tiếp. Cùng ông này, các bạn sẽ thấy
Sau khi đã tìm hiểu được một chuyện, thì chúng ta cần đào sâu, tìm hiểu tiếp hơn nữa. Và để tạo ra sự bền vững. Khi nói về ghép tạng, ghép cơ quan, tôi rất vui khi nói rằng ghép tạng được là xem là một trong các khía cạnh và chuyên môn thú vị nhất trong ngành y khoa. Thứ nhất, và vì nó phát triển mạnh nhất tại thế kỷ thứ 20, và từ giai đoạn thực nghiệm đi vào lâm sàng, lần đầu tiên khi mà ghép gan vào động vật là hồi năm mấy, năm 1901. Không phải thực hiện ở Mỹ, Việt Nam hoặc là Mỹ mà được thực hiện ở Argentina. Người ta ghép cái gan của con chó từ phía bên này lấy ra xong đó lại ghép trở lại. Tại sao là quan trọng? Tất cả những gì thành tựu mà chúng ta có hiện nay chính là nhờ người ta đã công bố như vậy và người khác học hỏi. Chúng ta đã phát triển được một cái điều trị, trở thành cái điều trị được lựa chọn đối với những bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối, suy tạng giai đoạn cuối vào năm 1904. Lịch sử tri ân và tôn vinh những cái đầu tiên, thí dụ như bác sĩ Joseph Marie. Bác sĩ Joseph Marie không phải là người đã trực tiếp phẫu thuật, mà là người trong suốt nhiều năm đã dẫn dắt cái nhóm thực hiện ghép thận. Ở đây, các bạn có biết là ai đã ghép thận đầu tiên không? Tại sao như vậy? Ghép thận thì nó dễ hơn nhất trong những cái tạng này, tới ghép gan. Người ta đã thử nhiều cách khác nhau, người ta đặt tại nhiều vị trí khác nhau. Có cái nhóm nghiên cứu tại Boston và Pháp năm 1963, họ đã thực hiện cái ca ghép đầu tiên và người ta thấy cái kỹ thuật là phù hợp. Năm 1967 có một cột mốc quan trọng đối với ngày hôm nay. Điều gì có ý nghĩa? Điều gì có ý nghĩa nhiều về mặt lâm sàng? Khi chúng ta nói về ghép gan, chúng ta đã có một cái người đi tiền phong. Ông này đã qua đời vào tháng Giêng năm nay. Tôi xin dành một đôi phút để nói về các bài học kinh nghiệm. Tại sao quan trọng? Bởi vì ông này không bao giờ dím tất cả những cái tiến bộ, những cái hiểu biết. Ông ấy luôn luôn trình bày và tranh luận với tất cả mọi người. Và thứ hai, ông ấy là người tập hợp những cái thông tin rời rạc lại với nhau. Ông là một người rất là nổi trội trong cái việc ức chế miễn dịch. Ông ấy học hỏi ở trong ung bướu học, họ sử dụng cái liều thuốc khác, liều thuốc thấp ở những cái chu kỳ nhân lên và sinh sản của tế bào để ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, và ông ứng dụng cái điều đó ở trong miễn dịch chống thải ghép. Ông ấy sử dụng azathioprine chẳng hạn. Cái ưu điểm thứ ba của ông này là ông trao đổi rất là thẳng thắn với các đồng nghiệp. 2 năm trước khi mà tôi vào trường đại học, hồi đó không có ai làm được ghép gan, không có ai mổ nhanh như ông ấy. Khi ông ấy ngồi ăn trưa cùng với các đồng nghiệp, không ngồi cùng với lại các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, ông mới hỏi những người kia là gặp cái khó khăn gì. Tôi không có thể dạy tất cả mọi người ghép gan được, bởi vì họ khâu không có nhanh bằng tôi. Khi họ khâu không có nhanh bằng thì như vậy nó sẽ chảy máu, và mấy người kia mới nói là có thể sử dụng cái máy tuần hoàn ngoài cơ thể bắt cầu bypass. Nếu như để chống đông máu thì cần phải sử dụng heparin để tráng cái ống ở phía trong để cho không cho nó đông máu. Khi nói chuyện học hỏi với những người thuộc các chuyên ngành khác, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều. Thí dụ như sử dụng máy bypass hay tĩnh mạch. Ông ấy đã đi nhiều nơi trên thế giới để dạy dỗ và dẫn dạy về ghép gan. Kim Hodgson năm 1967 là người đầu tiên sống sót sau ghép gan và tạo ra cái hy vọng cho nhiều người trên thế giới. Nếu như tôi thực hiện cái bài báo cáo này vào năm 1990, một trong những cái bước quan trọng vào thời điểm đó
là chúng ta có những cái dung dịch để bảo vệ tạng. Nó có thể giúp cho chúng ta tăng cường thời gian bảo quản tạng từ 12 tới 18 tiếng. Thứ hai là chúng ta kiểm soát được cái việc chảy máu. Chúng ta có được các loại thuốc ức chế miễn dịch. Và chúng ta tăng cường được cái hệ thống để hiến tạng. Khi nói về bảo quản tạng, từ hồi thập niên 70 hoặc là 80, cái dung dịch hồi đó chỉ là lactatringer. Bảo quản tạng chỉ có khoảng được 4 tiếng. Lúc đó chúng ta không thể có những cái chỉ định mở rộng. Chúng ta chỉ cố gắng điều trị những bệnh nhân nào gần nhất và đơn giản nhất. Dung dịch của trường học Wisconsin giới thiệu một dung dịch mới vào năm 88, rồi những dung dịch nội bào. Mỗi một cái bước cải tiến đó đều thay đổi và cải tiến thêm. Khi nói về tất cả những bệnh nhân sơ gan, với 10 ca trên thế giới đầu tiên, thì cái nguyên nhân mà bệnh nhân chết hàng đầu là xuất huyết. Muốn giảm được tử vong là kiểm soát được xuất huyết. Kiểm soát được hoặc quản lý được quá trình đông máu và cầm máu. Quản lý được cái tình trạng hạ thân nhiệt của bệnh nhân, hạ thân nhiệt rồi tăng thân nhiệt, cũng như theo dõi và điều trị tim mạch tích cực. Đây là một cái quá trình ở trong lịch sử về những loại thuốc ức chế miễn dịch xuất hiện vào các thời điểm khác nhau. Một cái khía cạnh quan trọng cần lưu ý. Tacrolimus, các bạn coi thử, hồi thập niên 70, 30-40% sau một năm. Tuy nhiên, tacrolimus đã cho phép 85%. Câu chuyện về tacrolimus nhấn mạnh những bài học quan trọng. Tacrolimus có phải là từ Đại học Pittsburgh không? Có phải từ Mỹ không? Không. Tacrolimus xuất xứ từ Nhật Bản, từ một loại thuốc để điều trị cái gì? Để điều trị những cái nhiễm nấm và nhiễm trùng ngoài da. Một kỹ thuật viên trong labo phát hiện thấy cái cơ chế ức chế miễn dịch của nó. Ban đầu thì họ thấy nó độc tính quá, thất bại. Sau đó họ tiếp tục nghiên cứu. Hết nghiên cứu này tới nghiên cứu khác, họ đã quyết định được cái liều phù hợp. Và hiện nay nó làm cái điều trị chuẩn để chống thải ghép và tạo ra được cái cơ chế ức chế miễn dịch mạnh nhất. Cho nên tôi đã nhấn mạnh hồi nãy, thất bại là mẹ thành công, cứ tiếp tục làm. Khi nói về cái chỉ định của ghép gan, nó càng ngày càng mở rộng. Bệnh nhân suy gan cấp, suy gan mạn, ác tính, bệnh chuyển hóa và thất bại cho các mảnh ghép cũ. Đây là cái chỉ định cũ. Mỗi điểm mà tôi nhấn mạnh ở đây trong quá trình phẫu thuật đều là một tiến bộ. So với hồi tôi mới đi học thì thường làm theo từng phiên, tức là cắt các xương sườn phía bên tay phải. Chúng ta đã biết cái cancer, mỗi một cái dụng cụ kim loại mà chúng ta sử dụng. Hồi đó, mỗi một cái cây đó là một nội trú đang cầm. Như vậy, đối với những cây khó, thì khó làm được, rất là mệt. Những cái cây banh này, nó đã được cải tiến, mà không cần phải có người giữ nó. Như vậy, nó đỡ được sức người. Các bạn nhìn cái màu của lá gan. Các bạn nhớ tới cái dung dịch nuôi tạng của trường học Wisconsin. Khi cái lá gan mà được bảo quản tốt, thì cái người mà phẫu thuật viên họ ghép, họ sẽ thoải mái hơn trong việc ghép và họ ít phải chạy đua với thời gian kỹ thuật mổ. Mình sẽ lướt qua. Đây là lá gan sau khi đã được tưới máu trở lại. Sau khi đóng bụng lại, chúng ta muốn thấy vết thương tốt và không tiếp tục xuất huyết. Nhưng cái khó khăn lớn nhất mà chúng ta cần phải đề cập hiện nay và chúng tôi hy vọng tại Việt Nam và nhiều khác trên thế giới, chúng ta cần có nguồn tạng. Có một sự bất quân bình rất là đáng kể. Thí dụ như tại Mỹ, tôi không biết con số thống kê về hiến cho tạng tại Việt Nam là như thế nào. Ở Mỹ, mặc dù đã cố gắng rất là nhiều,
chỉ có khoảng 16 người hiến tạng, 16.000 người hiến tạng, trong khi trong danh sách chờ để ghép gan thì nó hơn 113.000. Tính vào tháng 3 năm nay, đi vào chỉ tính riêng trong danh sách chờ ghép gan ở Cali là đã 16.000, tỷ lệ tử vong là 15%. Ước tính mà dè dặt nhất như đã nói, nhiều bệnh nhân chờ không được và đã tử vong. Điều này thực sự là một cái lãng phí đối với tất cả mọi người. Chúng ta không nên chỉ là các bác sĩ, mà chúng ta cần truyền bá những cái thông tin, vận động chính phủ, anh em, bà con, mọi người xã hội để thay đổi cái quan điểm. Chúng ta sẽ không thể giúp đỡ mọi người được nếu như không thay đổi những cái ý tưởng, ý niệm của họ về việc ghép tạng. Đây là cái cuộc khủng hoảng về ghép tạng không có đủ nguồn tạng. Ở Mỹ, người ta ước tính bệnh lý thận và gan, số lượng tử vong thậm chí còn nhiều hơn ba cái bệnh là ung thư vú, ung thư tiền liệt hoặc Alzheimer. Nhưng mà những cái chuyện sau đó thì người ta lại hay đăng báo. Trong khi những bệnh nhân về thận với lại gan, người ta lại không đăng nhiều. Do đó, chính vì chúng ta cần phải làm việc với chính phủ, các nghị sĩ, nghị viên, những người nằm trong chính quyền để khuyến khích cái hệ thống mà hiến tặng tạng. Trong bài báo cáo này, tôi muốn nói thêm về những cái tiến bộ trong ghép gan. Một số các bài học mà chúng ta rút tỉa được trong vòng 20 năm qua, bảo quản tạng, những cái thiết bị bảo quản tạng, những cái máy móc, nên chọn những cái thiết bị nào. Và có những cái chỉ định mở rộng. Đối với những người mà người ta hiến tạng nhưng mà người ta có viêm gan B và C, chúng ta có vứt bỏ cái lá gan này không hay nên xài? Và nếu xài rồi thì nguy cơ như thế nào và tiếp tục theo dõi bệnh nhân ra sao? Và cái đề tài cuối đó là một đề tài nóng bỏng ở trên báo chí, đó là thải ghép mà qua trung gian kháng thể. Trong quá khứ, người ta thường gọi là những hội chứng độc tính vân vân. Ngày nay chúng ta biết là nó có cả một quá trình liên quan đến kháng thể. Tử vong do ung thư gan ở Mỹ đã tăng rất mạnh trong vòng 16 năm qua, 43%. Mặc dù đã có rất nhiều các tiến bộ về chẩn đoán và điều trị, điều này đã đạt đến mức báo động. Hồi trước nó đứng ở vị trí số 9 vào đầu thế kỷ 21, nhưng năm nay nó lên hàng thứ 6. Tại sao như vậy? Bởi vì có viêm gan C, cần lưu ý. Khi các bạn không có viêm gan C dương tính, các bạn vẫn tiếp tục phải theo dõi. Trong thực hành của tôi, có nhiều người nói là họ đã được khỏi rồi, nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục theo dõi vì sau đó vẫn có thể xuất hiện ung thư. Tình trạng béo phì càng ngày càng gia tăng. 65% người trưởng thành tại Hoa Kỳ được dự tính là sẽ thành béo phì vào năm 2030. Cái chuyện thứ ba là uống rượu cũng không giảm. Một trong các tiêu chuẩn quan trọng vào năm 1989, khi xuất hiện tiêu chuẩn Milan để lựa chọn những cái bệnh nhân ung thư gan mà sẽ có cái chức năng tốt sau khi chúng ta ghép tạng. Nếu như chúng ta đem bệnh nhân đó ra ghép tạng, thì liệu họ có cái khả năng sống sót của họ hay không? Ví dụ như sống còn hơn 4 năm là được khoảng 3/4, tỷ lệ tái phát dưới 10%. Nếu như áp dụng tiêu chuẩn Milan. Đây là cái tiêu chuẩn. Chúng ta đã có những cái dữ liệu qua các nghiên cứu và kiểm định quốc tế, và kể cả có các sổ bộ đăng ký cũng cho thấy kết quả thành công tương tự. Một trong các bước tiến bộ quan trọng sáng hôm nay chúng ta nói về chẩn đoán hình ảnh,
Chẩn đoán hình ảnh luôn luôn là một thành phần quan trọng để lựa chọn những bệnh nhân phù hợp với tiêu chuẩn Milan như đã vừa kể. Số lượng của khối bướu của họ như thế nào? Ở phía bên dưới, họ sẽ có một cái thang điểm để tính toán. Người ta sẽ tính toán tới khoảng thời gian rửa trôi của thuốc và số lượng bướu để chúng ta tìm ra những ứng cử viên mà có cái tiềm năng tốt nhất. Đây được xem là những cái điều cơ bản nhất. Do đó, các phẫu thuật viên về gan mật cần phải hoạt động và cộng tác chặt chẽ với những người làm chẩn đoán hình ảnh. Với cái tiêu chuẩn vừa kể, cũng không có khác biệt nhiều so với nhóm bệnh nhân khác. Một khía cạnh quan trọng mà cần nhấn mạnh ở đây là thời gian chờ đợi. Thời gian chờ đợi nó tạo ra sự khác biệt. Sáng ngày hôm nay, chúng ta đã có một báo cáo thú vị về những cái điều trị khác nhau, thí dụ như triệt đốt hoặc là xạ trị đối với ung thư gan. Tại sao xạ trị và triệt đốt nó quan trọng như vậy? Vì chúng ta có nhiều quy tắc khi ghép tạng. Bệnh nhân sẽ có khả năng sống còn tốt nếu như chúng ta biết rõ về gánh nặng khối bướu, chẩn đoán, hoặc là chúng ta có những điều trị bắt cầu trong khi chờ ghép. Như đã nói, như một báo cáo viên sáng nay đã nói, tất cả những gì chúng ta can thiệp bên phía quang học mà có thể câu giờ hoặc là điều trị bắt cầu hay chuyển tiếp, tức là giữ cho bệnh nhân tiếp tục còn sống và an toàn. Như đã nói, thời gian chờ đợi trung bình để chờ ghép gan tại Hoa Kỳ hiện nay là 2 năm, cho nên điều trị bắt cầu, ví dụ như sử dụng sóng cao tần RFA hoặc là thuyên tắc bằng cồn hoặc là hóa chất, hay là xạ trị hủy khối bướu như là SBRT như sáng nay đều là rất tốt. RFA là một trong những cách phổ biến nhất. Đặc biệt là những bệnh nhân mà chỉ có một tổn thương đơn độc dưới 3 cm. Ví dụ như có bạn có một bệnh nhân chopper A chỉ có một tổn thương 3 cm và mình triệt đốt nó rồi nó tái phát sau 1 năm. Như vậy, chúng ta đã chờ câu thời giờ để cho bệnh nhân nó chờ được ghép tạng tốt hơn với kiểm soát tại chỗ, tại vùng. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Mình cần cộng tác chặt chẽ với những người can thiệp bên X-quang và nhận lại những phản hồi từ phía bệnh nhân, tái khám sau mỗi tháng, v.v. về hiệu quả của điều trị. May mắn, cái hiệu quả điều trị, cái kết quả điều trị này nó phụ thuộc rất nhiều vào người kỹ thuật viên. Phải bảo đảm là người kỹ thuật viên và điều trị đó họ làm đúng kỹ thuật và chuyên nghiệp, vì nó ảnh hưởng tới tỷ lệ về tái phát. Tỷ lệ tái phát sau 5 năm là còn cao, vì cái gan nó đã sơ và thế rồi ra thế nào nó cũng tái phát. Đa số cái tái phát là những khối bướu mới. Đây là một thí dụ về kết quả của việc thực hiện triệt đốt IFP ở các bệnh nhân. Khi áp dụng tiêu chuẩn Milan, đây là những bệnh nhân vẫn tiếp tục an toàn để được ghép tạng. Đường cong về sống còn của bệnh nhân. Với triệt đốt, nó giúp cho bệnh nhân có thêm nhiều thời gian để chờ được ghép tạng. Có một bệnh nhân tôi đã biết, với tất cả các điều trị này, đó là nó cắt giảm cái nguồn máu tới nuôi cho khối bướu, cắt giảm nguồn máu tới cái khối bướu hoặc là tế bào. Có phải là tế bào đó nó vẫn y chang như nhau không? Không có, những cái tế bào đó nó tiếp tục thay đổi về mặt sinh học và nó có thể thay đổi cái ứng xử, thậm chí là về sau nó tế bào ung thư nó sẽ thông minh và nó có thể sống với lại cái nguồn máu nuôi hoặc là oxy thấp hơn. Việc giảm bậc, giảm giai đoạn của khối bướu. Nghiên cứu này được thực hiện bởi bác sĩ Francis Yao. Thay vì là lấy 3 cm, bây giờ lấy khối bướu mà 5 cm hoặc là tới khối bướu mà 8 cm. Các nghiên cứu cho thấy
có thể tỷ lệ tái phát nhiều hơn. Người ta nói một cái thuật ngữ mới là có thể áp dụng với các khối bướu khác nhau. Đây là một nghiên cứu thực nghiệm. Những bệnh nhân bị viêm gan C là những bệnh nhân mà có cái tiên lượng xấu, tỷ lệ tái phát ảnh hưởng tới kết cục của những bệnh nhân này. Tỷ lệ tái phát của ung thư gan cao nhất là trong vòng 6 tháng đầu. Những bệnh nhân này, nếu như sống còn được khoảng sau 1 năm, thì tiên lượng sáng sủa hơn. Cho tới nay, đây là một trong những cái điều trị hiệu quả, đặc biệt đối với những bệnh nhân mà có di căn. Việc chọn lọc bệnh nhân là quan trọng, phải bám theo các nguyên tắc hồi nãy đã đề cập. Tôi thích cái nghiên cứu này bởi vì đây là một lần đầu tiên người ta xây dựng một cái trang web. Các bạn có thể nhập vào trong nó kích cỡ của bệnh nhân, alpha FP và các yếu tố nguy cơ khác để các phần mềm nó tính toán. Chúng ta không thể mù quáng mà nói rằng có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Đây là những phần mềm để giúp cho các bạn tính toán trước khi các bạn quyết định. Chúng ta sẽ nói về một số các máy móc mà bảo quản tại. Người ta so sánh, người ta sẽ đặt cái tạng vào trong cái dịch nội bào ở nhiệt độ khoảng 4 độ C để giảm thiểu cái quá trình chuyển hóa xuống còn khoảng 20%. Rồi sau đó có thể sử dụng 12, 18 tiếng sau. Hiện nay người ta đang nghiên cứu một số loại máy. Đây là những loại máy để tiếp tục tưới máu cho cái tạng. Đây là cái loại máy mà sử dụng đối với thận xuống 4 độ và nó tiếp tục bơm albumin và các dung dịch nuôi tế bào. Cái ưu điểm của cái dòng máy này là nó có thể thực hiện thông qua cái tính mạch cửa rẻ, nhưng với nhược điểm của nó là khi mình nhìn cái tạng đó, mình không có đánh giá được là nó có sống hay không. Nếu như một cái máy mà nó tưới máu được, nếu như cái tạng còn tốt thì ở đâu nó cũng tốt. Cái máy này nó được thiết kế cái tạng gốc ban đầu có thể đã xấu. Bệnh nhân hiến tạng sau khi bị chết tim, liệu có thể giữ được cái tạng đó và ghép được hay không? Cái máy này thì rất phù hợp với những cái tạng như là phổi. Có như bệnh nhân mà sau khi đã họ tử vong, cái phổi đó đã bị suy hô hấp cấp rồi, nhưng mà vẫn có thể xài được. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều nghiên cứu liên quan tới gan. Hai cái dòng máy này thì nó có tiềm năng để cung cấp cho chúng ta thông tin về cái chức năng của cái tạng nó được hay không. Nhưng mà hiện nay chi phí của nó quá mắc và chỉ sử dụng trong môi trường nghiên cứu. Đây là những điểm chốt liên quan tới việc bảo quản tạng. Những cái dung dịch ở thân nhiệt bình thường giúp cho đánh giá được chức năng và có thể kéo dài thêm cái khoảng thời gian bảo quản tạng. Hy vọng là với nhiều cái nghiên cứu hơn, người ta có thể mở rộng và thương mại hóa cái kỹ thuật này. Đây là các nghiên cứu khác nhau đã và đang được tiến hành. Chúng ta vẫn cần thêm nhiều thông tin khác, hình ảnh của những cái máy móc. Đây là một trong các vấn đề. Giả sử như trung tâm của các bạn muốn trang bị một cái máy, cái dòng máy này thì quá cồng kềnh, không có nhỏ gọn. Chúng ta cần có những cái thiết bị nó nhỏ gọn và dễ di chuyển hơn. Chi phí cũng rất là cao. Hy vọng khi mà có nhiều đơn vị cạnh tranh và những cải tiến về công nghệ thì chi phí sẽ giảm. Tôi đã đề cập vào cái slide này. Bây giờ, đối với những cái người mà hiến tạng, có phải chúng ta từ chối những người bị viêm gan B, viêm gan C hay không? Đây là một cái đề tài đã được trình bày.
liệu đây có phải là một thực hành an toàn và đúng y đức? Ở Mỹ hiện nay đang có cuộc khủng hoảng. Có rất nhiều bệnh nhân, cứ mỗi năm có khoảng 1.000 ca là quá liều thuốc, ma túy, đặc biệt là nó xảy ra ở cái vùng Duyên Hải và phía Nam. Số lượng bệnh nhân mà bị chết não do quá liều ma túy là rất nhiều. Những cái người này nghiện ma túy, họ tử vong khi đó là dưới 40 tuổi. Nhưng mà mấy thằng mà nó chơi ma túy thường là nó có viêm gan B, viêm gan C. Cái tạng của nó thì rất là ngon, còn trẻ còn tốt, nhưng mà có xài được hay không? Bỏ phí thì uổng. Chính vì vậy người ta đã thực hiện nghiên cứu này. Những cái người Nhật đã được nhận những cái tạng mà bị nhiễm này. Có 5 người thì chuyển thành huyết thanh dương tính, nhưng mà được trị thành công trở thành âm tính. Cho nên vẫn có thể sử dụng tạng ở những người mà đã nhiễm viêm gan B, viêm gan C và sử dụng một cách an toàn. Nếu như các bạn sử dụng những cái tạng đó thì nguy cơ là gì? Người ta đưa ra một cái quy trình như sau. Có phải là mình cần phải sinh thiết hay không? Đối với những bệnh nhân có điểm mèo hơn 30, chúng tôi trở nên tự tin do việc sử dụng các loại thuốc chống virus mới. Có những bệnh nhân có điểm mèo mà 40, khi được cho phép là chúng tôi cũng vẫn sử dụng. Và ngay sau khi trong quá trình mà hậu phẫu là chúng ta có theo dõi và điều trị. Đối với những bệnh nhân mà viêm gan B thì như thế nào? Giáo sư Gates đã giúp cho các bạn trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực này. Liệu chúng ta có sử dụng hay không? Một trong các kinh nghiệm đầu tiên là những bệnh nhân được ghép thận. Người ta đang càng ngày mà càng sử dụng nhiều. Ví dụ năm ngoái là gần tới 1.000. Trong dân số bệnh nhân bị bệnh thận thì có khoảng 5% là chuyển đổi thành viêm gan B. Bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi. Thế còn gan? Như đã nói, liệu nó có an toàn và đúng y đức hay không? Đang có một cái bài bình luận về cái chuyện này. Khi cảnh an toàn và y đức thì như thế nào? Kết luận của các bài báo cáo này cho thấy ở những bệnh nhân mà có dương tính, mình vẫn có thể điều trị dự phòng và vẫn bảo đảm cho cái sống của tạng đó. Đối với viêm gan C là đã đạt được đồng thuận, cần phải theo dõi và điều trị. Đối viêm gan B dương tính cũng vẫn làm luôn được. Số lượng của các ca ghép được thực hiện, số lượng càng ngày càng gia tăng. Đây là một cách để có thể giải quyết được cái khủng hoảng về nguồn tạng cung cấp. Khi nói về việc sử dụng gan của những người viêm gan B, nó tăng được cái nguồn hiến tạng. Không có bỏ phí, những người được ghép tạng sau đó thì họ có thể quay trở lại làm việc được và rút ngắn được cái tỷ lệ tử vong trong khi phải chờ ghép tạng. Đối với những bệnh nhân mà có kháng nguyên bề mặt dương tính, liệu chúng ta có nên làm không? Có một số tác giả dữ liệu trong khía cạnh này thì chưa có rõ ràng lắm. Một trong những ca đầu tiên được thực hiện vào năm 1994 ở một đứa nhỏ, kết quả thành công. Sau 2 năm thì mất kháng nguyên bề mặt. Tuy nhiên sau đó một số các đồng nghiệp khác thực hiện với 3 bệnh nhân có nhiễm kháng nguyên bề mặt, điều trị lamivudine và interferon. Có 2 người đồng nhiễm với viêm gan D bị bội nhiễm sớm, tái phát sớm và mất cái tạng đó.
Bệnh nhân mà không bị đông nhiễm thì không có vấn đề gì. Do đó, về khía cạnh này chưa có nhiều nghiên cứu. Làm thế nào có thể sử dụng được ở những bệnh nhân mà cái mô học của gan vẫn tốt và đừng bỏ phí nguồn tạng đó? Đây là một số các thông tin khác. Cũng có nhiều nghiên cứu được thực hiện, nhưng vẫn chưa có đủ nhiều để chúng ta có thể dám phiêu lưu mạo hiểm một cách tự tin vào lĩnh vực này. Người ta cho rằng vào thời điểm hiện tại thì vẫn cần phải quyết định dựa trên cá thể hóa từng trường hợp một. Cần phải loại trừ những bệnh lý về mặt mô học và dự phòng dài dài bằng tecavir hoặc tenofovir. Nó đòi hỏi sự tham vấn, theo dõi và lựa chọn bệnh nhân cẩn thận hơn. Một trong các khía cạnh cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới là quá trình thải ghép và trung gian của kháng thể. Hồi tôi mới đi học, người ta nói là do các vấn đề nội tại tại gan. Người ta cũng nói kháng thể để chuẩn dành kháng thể thì ít xảy ra, bởi vì bản thân gan là một cơ quan về mặt miễn dịch. Nhưng chúng ta đã học hỏi được các kinh nghiệm từ các đồng nghiệp ghép thận mà thấy rằng có những cái tổn thương nó tương quan với lại những cái tổn thương cấp qua trung gian kháng thể. Người ta thấy có sự phì đại của các tế bào, tăng tính thấm ở các vi mạch, tình trạng phù vân vân và hoại tử. Người ta cũng có thể khảo sát DSA ở trong huyết thanh của bệnh nhân. Đây là kháng thể chống cái người cho. Trên các mảnh sinh thiết, chúng ta có thể tìm kiếm những cái bộ thể. Khi thấy có sự lắng đọng của các bộ thể, kết hợp cả ba yếu tố vừa kể là đủ để kết luận bệnh nhân có quá trình thải ghép và trung gian kháng thể. Tuy nhiên, khi điều trị, những bệnh nhân này lại sử dụng liều lớn steroid. Đây là một tập hợp lớn của các bệnh nghiên cứu ở bệnh nhân mà đã mô tả tình trạng thải ghép. Cái kết cục là thuận lợi, việc phát hiện sớm và can thiệp sớm là có lợi. Những bệnh nhân này được chẩn đoán bằng nhiều cách khác nhau. Có người thì sử dụng DSA, có người đo hiệu giá kháng thể hoặc là MFI. Lớn hơn 5.000 được xem là có nguy cơ cao. Có những người MFI lên tới 19.000. Người ta đã áp dụng những phương pháp điều trị khác nhau. Tỷ lệ sống sót rất là đáng kể. Mặc dù có xuất hiện kháng thể, đây là một cái biến cố mà chúng ta cần phải xem xét một cách nghiêm túc. Nó không chỉ xảy ra một lần. Khi thời gian qua đi, nếu như không quản lý, thì càng ngày nó càng khó khăn hơn. Một số cái ý tưởng mới để tăng cường cái nguồn tạng hiến. Ghép tạng mà không có tương thích trong nhóm máu ABO, khoảng 1/4 những cái ghép tạng mà chúng tôi thực hiện là không có tương thích với ABO. Về mặt ghép gan, có thể không phải là ghép nguyên cái lá gan, mà có thể ghép một cái thùy hoặc là những cái gan đã được chia ra để ghép cho nhiều người. Ghép tạng từ người cho còn sống, tôi biết là Việt Nam đã được thực hiện. Tôi biết rằng ở một số quốc gia thì có quá trình mà cho
Thí dụ như người ta nói rằng nếu như hiến tạng thì được miễn nghĩa vụ quân sự chẳng hạn, hoặc là được cho tiền. Chúng ta cần suy nghĩ như các tháng để động viên người ta. Ghép dây chuyền, domino. Có những cái bệnh nhân mà có sự xuất hiện, đây là một cùng với những cái bệnh lý toàn thân. Cái gan đó vẫn có thể được sử dụng ở một cái người lành mạnh. Những cái bệnh lý toàn thân, nhưng mà cái gan của bệnh nhân không có sơ và vẫn tiếp tục xài được. Những bệnh nhân sau khi đã chích ngộ độc thuốc hoặc là sử dụng những loại thuốc gây nghiện quá liều. Trong tương lai, gần gũi hơn, đó là phải phát triển ở mặt công nghệ. Làm sao để có thể bảo quản tạng, giúp cho tạng sống lâu hơn và chống thải ghép? Một người trẻ phải tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục cải tiến và đổi mới. Đừng sợ những cái khoảng cách. Hiện tại người ta suy nghĩ về những phương pháp để điều biến miễn dịch, tăng cường sử dụng nạp và chấp nhận. Tôi muốn về hệ miễn dịch, làm sao để thúc đẩy được tình trạng dung nạp miễn dịch. Tập luyện cho bản thân cái người mà nhận tạng thì nó có thể tăng cường sự chấp nhận đối với một cái thận ghép hoặc là một cái gan ghép. Hiện nay người ta đang thực hiện trên cơ sở thực nghiệm. Bắt đầu người ta cho tập bằng cách sử dụng những cái liều ATG. Một cái cảnh nữa đó là người ta truyền vào những cái tế bào rồi điều trị ức chế miễn dịch khoảng cỡ 6 tháng bằng tacrolimus. Sau đó liều giảm dần. Đây là những ánh bản khác nhau. Một nghiên cứu của trung tâm của chúng tôi và nghiên cứu khác của Kentucky thấy có hiệu quả đối với những nhân mà ghép thận, đạt được khoảng 35-40% mà tăng cường được độ dung nạp. Trong lĩnh vực về gan, chúng tôi cũng thấy có một số tiến bộ, nhưng họ vẫn chưa áp dụng đối với những bệnh nhân bị ung thư hoặc là có viêm gan. Người ta cũng sử dụng một cái liều giáp miễn dịch ADN. Người ta sử dụng những cái kháng nguyên. Nó tương tự như chúng ta chủng ngừa bệnh nhân vậy, để thúc đẩy cái quá trình chết tế bào, chuẩn bị trước cho cái quá trình ghép tạng. Người ta thay đổi những cái tế bào trình diện kháng nguyên, những cái tế bào tua gai, để phục hồi cái khả năng mà tự dung nạp bản thân. Chúng tôi đã thực hiện thành công trên các mô hình động vật thực nghiệm. Nó sống được khoảng 3 tháng, hoàn toàn dung nạp mà không cần sử dụng các loại thuốc mà chống thải ghép. Ở các bệnh nhân mà tiểu đường tiếp 1, người ta đã ứng dụng nó với cái khái niệm này. Hy vọng chúng tôi sẽ có một cái thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn. Đây là cơ chế tác động. Chúng tôi cũng đã xây dựng một cái công nghệ mới bằng cách sử dụng vi dòng chảy để đánh giá về dung nạp về mặt miễn dịch. Và chỉ cần chờ khoảng 3-6 tiếng là có kết quả. Người ta cũng phát triển một số các loại thuốc mới để đưa thuốc vào đến tận nơi bằng cách sử dụng sóng siêu âm để tạo ra những khoảng trống hoặc là lỗ hoặc là những liệu pháp miễn dịch gen, đưa thuốc vào tận nơi và tránh được những tác dụng phụ hoặc tổn hại cơ quan xung quanh. Chúng ta vẫn tiếp tục phải học hỏi và cải tiến. Khi chúng ta tiến bộ trong các lĩnh vực, thì chúng ta lại thấy là càng nảy sinh những vấn đề. Ở đây là một cái lá gan và một cái ghép gan. Hình ảnh phía tay phải là vừa ghép gan và tim. Thí dụ như những cái bệnh nhân mà tim bẩm sinh thực hiện cái phẫu thuật phong tăng ở Mỹ hồi năm ngoái đã thực hiện 120.000.
cái thủ thuật này. Tới độ tuổi khoảng 18-20 tuổi, thì những bệnh nhân đó, nó sẽ xuất hiện cái suy tim hoặc là suy gan sau đó. Cho nên thay vì phải chờ cho tới khi đó sửa tim trước, rồi sau đó, rồi lại sửa cái gan, ghép gan, thì người ta làm luôn cả hai cái cùng đồng thời. Tức là vừa thay cái tim và vừa thay gan luôn. Cái sống còn của cái thủ thuật này cho thế này là 90%. Khắc phục được vấn đề, nó lại nảy ra một vấn đề khác. Người ta cũng hy vọng là có thể chế những cái mô hoặc là tạng ở trong phòng thí nghiệm. Người ta có sử dụng những cái giá thể hoặc những cái khung, người ta rắc cái tế bào lên đó cho nó mọc và tạo thành những cái tế bào. Chẳng hạn như dùng những cái tế bào gốc. Người ta cũng có nhiều bệnh nhân, họ có cái bất thường ở mặt niệu dục. Người ta in ra những cái bằng quang hoặc là bọng đái, hoặc là sử dụng những cái động vật khác để chúng ta nuôi cấy những cái tế bào hoặc là cơ quan tạng. Người ta sử dụng những tế bào được nhân hóa hoặc người hóa. Đây là những cái tế bào. Người ta loại bỏ tế bào cũ, lấy cái khung đó, sau đó lắp cái tế bào mới lên. Người ta cũng tạo ra những cái tế bào gốc mà có đa năng và có thể biến đổi thành nhiều loại dạng hình cơ quan khác nhau. Chúng tôi cũng làm việc với những cái dòng tế bào gốc trong mô hình động vật thực nghiệm. Khi chúng tôi hoạt hóa những tế bào gốc, chúng tôi có thể tạo ra được khoảng 80% cái chức năng quay trở lại. Tức là chúng ta có một cái ghép thận, nó tồn tại khoảng 8 cho tới 10 năm. Ghép thận từ cái người cho còn sống có thể tồn tại được khoảng 10 đến 15 năm. Nếu như một đứa nhỏ mà ghép thận, thì 10-20 năm sau chúng ta lại phải ghép lần nữa. Trong khi nếu như mình sử dụng cái công nghệ sửa chữa này thì mình không cần phải ghép, phải không ạ? Như vậy mình xài có một cơ quan xài cả đời, và nếu như mấy bữa sau nó hư hỏng, chúng ta lại tiếp tục sửa chữa. Chúng tôi xin trích dẫn hai câu nói nổi tiếng: thất bại là mẹ thành công. Thất và thành công thì phải liên quan tới hành động. Có sai lầm nhưng không bỏ cuộc. Nếu như cứ ngồi yên, tôi biết rằng những bạn ở đây không có bỏ về sớm, như vậy các bạn chắc chắn là những người thành công. Các bạn tiếp tục kiên trì và các bạn sẽ là cái bộ mặt và tương lai cho cái ngành gan học, mật học tại Việt Nam, ghép tạng tại Việt Nam. Xin cảm ơn đã chú ý lắng nghe.